Hello, mến chào cả nhà mình. Ngày hôm nay em xin lên một số hình ảnh con cúp tum 50 đời 2006. Xe đẹp, cộp, gửi anh em xem tham khảo. Anh em xem yêu mến dòng xe cúp tum này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0979 396 007, Zalo. Bên em sẽ trả lời từng tin nhắn và từng cuộc gọi của anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cả nhà mình xem trên kênh YouTube, trên kênh YouTube. Bên em nhóm anh em xin anh em một lượt đăng ký và một lượt share để bên em có thêm một chút kinh phí và một động lực để phát triển trên kênh YouTube, càng ngày càng phong phú những cái clip để gửi đến anh em xem, giải trí khai khỏa những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chân con xe cúp tum đời 2006 này khá là đẹp. Xe kho chưa hề lăn bánh tại Việt Nam. Xe kho, xe bãi về chưa hề lăn bánh tại Việt Nam, nên em ấy rất là đẹp, đáng để anh em cởi và đi cà phê, cà pháo, thư giãn những ngày cuối tuần làm việc mệt mỏi. Rất là đáng để anh em sở hữu con xe cúp tum đời 2006 này. Xe cũng khá là đẹp. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em xem clip vui vẻ và xả stress được những buồn phiền trong cuộc sống, và vui tươi lên để anh em mình cùng phát triển trên lĩnh vực của riêng mỗi anh em mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.